Trong 10 năm qua, thiên tai và biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp ở Việt Nam và đã ảnh hưởng đặc biệt đến những huyện hoặc những tỉnh ven biển như huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Nó phá nguyên đoạn đi mãi cái đường Hậu Lộc này, có nghĩa là đều ập vào cả. Cơn bão số 7 năm 2005 làm cho nhà tôi đi gần ngập hết. Tấn công vào thì lúc đấy là nước lên lên. Theo như chương trình về môi trường của Liên Hợp Quốc, 200 mét vành đai rừng ngập mặn có thể giảm đến 75% sức va đập của sóng biển. Địa phương đã yêu cầu KE xây dựng một cái dự án về khôi phục và phát triển rừng ngập mặn. Đến năm 2011 với sự hỗ trợ của AXA. Ngày mai thì người nông dân xã Hoa Thể tiếp tục ra hiện trường để trồng rừng ngập mặn. Ra cái bãi triều khi mà nước thủy triều rút xuống, người dân phải dậy từ rất sớm. Hiện nay ở địa phương tỉnh Thanh Hóa mà tổ chức KE quốc tế hỗ trợ trồng rừng thì chúng ta đã trồng được gần 400 hectare. Nhưng ở Nga Thủy, tổ chức AXA KE Pháp hỗ trợ thì đã trồng được hơn 8 hectare và trong tương lai sẽ trồng tiếp khoảng 8 hectare nữa theo kế hoạch là 160 hectare. Có cô rất thích chứ, là vì là trồng cây, trồng rừng nước mặn để bảo vệ cho được môi trường này, rồi là chắn sóng, chắn gió cho nhân dân, cho mình, cho tôm cá mình nhiều. Dự án đã xây dựng một cái đội xanh bao gồm những em thiếu niên ở độ tuổi từ 13 cho đến 18 rất là nhiệt tình, hăng hái và luôn luôn tích cực để giúp đỡ dự án trong việc triển khai các cái thông điệp cũng như nâng cao nhận thức của người dân. Vai trò của đoàn viên thanh niên đó là cái lực lượng xung kích đi đầu, bởi vì là lực lượng đoàn viên thanh niên cũng là lực lượng mà về sức khỏe cũng như là về cái nhận thức. Thì khi sử dụng những phân vi sinh đã giúp người dân phát triển rất tốt những mô hình về lạc, về lúa. Thì sau khi mà được bón cái phân vi sinh từ dự án hỗ trợ đấy, thì cái chất lượng cây cói là có phần tốt hơn, cây tốt hơn, độ dài tốt hơn này, và cái cải tạo chất đất là có phần tơi xốp hơn. Cả triển khai kế hoạch làm phải từ người dân xuống, dân được tập huấn này, rồi là được lên kế hoạch này, rồi được đi trồng, được tham gia tất cả các mọi việc. Còn cái mô hình sinh kế thì những hộ nghèo được hưởng. Chỉ là nhờ đội KE, cho nên là cái sinh sản ra nó vào đây thì nó sinh sản ra các cái loài hải sản cho bà con để thêm tha đôi ba đồng á, để kiếm tiền mua gạo.